Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với một tuần mới. Và đây là một tập mới của podcast DeFi Discussion. Nên mà bọn mình sẽ ngồi xuống nói chuyện với nhau về những cái vấn đề xoay quanh thị trường DeFi. Chắc là để nói về thị trường DeFi trong một tuần vừa qua thì cái từ mà chính xác nhất thì có lẽ đó là từ điên rồ. Thôi thì trước khi mà chúng ta đi vào cái nội dung chính thì hãy dành cho vị khách mời của tập podcast hôm nay một khoảng thời gian để gửi lời chào đến các bạn đang nghe podcast và giới thiệu đôi chút về mình ha. Rồi, ok, mời anh Poseidon. Rồi, xin chào mọi người. Mình là Poseidon, đến từ Carrot và Coi 68. Hôm nay rất vui khi được tham gia cái podcast này. Và thực ra thì tuần rồi đúng là như Nguyên nói, nó cũng hơi choáng váng thật. Bản thân mình cũng thấy rất là, nói chung khá là vừa choáng và thậm chí là đôi lúc là cảm thấy hơi mệt mỏi với cái thị trường tuần rồi. Rồi, chắc là mình sẽ có một đoạn gợi mở ha, trước khi mà chúng ta đi vào nội dung chính. Mình sẽ gợi mở bằng một đoạn mở đầu của bộ phim rất là nổi tiếng, đó là The Big Short, một cái bộ phim nói về cái cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Cái đoạn đầu của cái phim này á, nó trích dẫn một cái câu nói của Mark Twain mà chắc là mình sẽ dịch nghĩa chạy chạy lại thôi, chứ cũng không phải là nghĩa chính xác. Thì cái câu này nó có nghĩa là không phải những cái thứ mà chúng ta không biết nó khiến chúng ta gặp phải vấn đề, get in troubles, mà là những cái thứ mà chúng ta tưởng là nó for sure rồi, nó gần như là chân lý rồi, mà thực ra nó không phải như vậy. Thì những cái thứ như vậy á, nó mới là những cái thứ mà khiến chúng ta gặp phải vấn đề. Và dịch chạy chạy nghĩa như vậy thôi, tại vì bản thân cái câu trích dẫn của Mark Twain này thì nó cũng là một cái câu mình đọc thì thấy là không phải là của bản thân Mark Twain, chắc là đạo diễn thêm vào để kiểu như ý đồ nghệ thuật và chốt gì đó. Nhưng mà đại ý là một tuần vừa qua đúng nghĩa là những thứ mà chúng ta tưởng chừng như là vững chắc và những thứ tưởng chừng như neo đậu rất chắc vào vùng một đô thì nó đã không như vậy. Thì thôi thì cái phần mở đầu này nó cũng hơi dài rồi, thì chúng ta sẽ vào luôn cái từ khóa chính của tập podcast hôm nay, đó là cái sự cố của Luna và UST. Thì câu hỏi đầu tiên dành cho anh Poseidon thì nó sẽ hơi khác một xíu so với những cái số podcast trước, đó là cái này nó sẽ là một câu hỏi mở và chắc là để anh Poseidon chia sẻ một xíu cái cảm nhận và một vài cái suy nghĩ của mình sau cái sự cố lần này. Tại vì thú thật là nếu mà gọi là liệt kê ra những cái lý do thì quá nhiều, nhưng mà thôi thì mình sẽ nói về những cái ý kiến cá nhân trước. Thì chắc là mời anh Poseidon. Rồi, xin cảm ơn Nguyên. Thì như mọi người cũng đã biết là tuần vừa rồi thì UST mất PEG và sau đó là dẫn đến sự sụp đổ, gọi là đúng nghĩa là sụp đổ của Luna và toàn bộ dự án, cũng như là Ancho là một cái nền tảng ở trong Luna, một cái nền tảng landing và cho phép là gửi UST vào đó để nhận lãi suất, cũng như là toàn bộ hệ sinh thái là đều bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Và thực ra thì nói về cảm nghĩ cá nhân á, thì mình nói thật là mình không bất ngờ, tại vì cái mô hình của Luna và UST á, thì mình đã từng phân tích rất là nhiều trong khi mà mình nghiên cứu về research về cái stablecoin. Và thực ra thì mô hình của Luna và UST là một mô hình nó không mang tính bền vững. Cái này dĩ nhiên là sẽ không có một bài viết chính thức nào được public liên quan đến Coi68 hay Kairos, mà cái này chỉ là tư duy cá nhân của mình và mình chỉ trao đổi ở trong cái group với mấy anh em thôi, hoặc là trao đổi nói chuyện như hôm nay thôi. Thì nó không bền vững, cho nên là mình không thực sự bất ngờ, thì mình không bất ngờ nếu mà nó bị sụp đổ. Tuy nhiên cái mức độ sụp đổ và cái thiệt hại cho nó gây ra thì đúng là nó làm mình bất ngờ. Tại vì mình nghĩ rằng, đồng ý là nó sẽ có những cái vấn đề nhất định khi mà nó đạt đến một cái tốc độ phát triển nào đó và cái mức độ phát triển nào đó thì nó sẽ gặp vấn đề. Tuy nhiên mình không nghĩ là cái sự sụp đổ nó lại kinh khủng như vậy. Mình dùng từ kinh khủng bởi vì cái thời điểm mà Luna giảm á, thì mình đoán thôi nha. Nên là mình đoán, mình thì không trade gì Luna hết, tại vì không hold, không trade bất kỳ, kể cả short mình cũng không làm. Mình
mình đoán là ở đâu đó khoảng thấp vừa vừa là 17 đô, còn cái trường hợp tệ nhất là khoảng 7 đô, 5 đến 7 đô. Và cái trường hợp mà gọi là siêu tệ đó, tức là cái trường hợp xấu nhất là 3 đô. Chứ mình không bao giờ mình nghĩ đến cái viễn cảnh mà nó có thể gọi là coi như chết. Và sau đó là kéo theo hàng loạt những cái ảnh hưởng đến thị trường, ví dụ như là Bitcoin cũng giảm, altcoin mỗi con đều giảm từ 30 đến 50%, thậm chí là 60-70%, rất là kinh khủng. Và dĩ nhiên rồi, mình holder mà thì mình cũng phải chịu ảnh hưởng thôi. Nhưng mà cái đó thì nó cũng không đáng kể bằng cái việc đó là lên Twitter và thấy rất là nhiều người gọi là mất rất quá nhiều, mình là mất quá nhiều, thị trường mất, nhà đầu tư mất, và cái quan trọng là mình thấy niềm tin đối với thị trường nó cũng mất đi rất là nhiều so với trước đây. Thì đó là một số suy nghĩ cá nhân của mình. Thực sự thì cũng có một cái góc nhìn khá giống với anh Poseidon, đó là thực sự ra em nghĩ là giai đoạn đầu thì best case, tức là cái trường hợp tốt nhất á, thì cái USD này nó nên được gọi là được giảm thiểu cái sức ảnh hưởng của nó lên thị trường, tức là nó được xì cái market cap dần, và nó ở cái ngưỡng mà không phải là too big to fail. Nhưng mà thực sự ra thì khá là sốc khi mà gọi là gần như là nó về không luôn. Thì giống như anh Poseidon nói hồi nãy, tức là mình nghĩ là cùng lắm thì nó sẽ kiểu như là nó về gọi là đâu đó tầm mười mấy đô thôi, kiểu gọi là về đến cái ngưỡng mà founder hết hết có thể gọi là tự cao tự đại thôi. Nhưng mà thực sự thì cái sụp đổ này nó kinh khủng, bởi vì không biết nha, không biết là có thật hay không, nhưng mà lên Twitter hay lên Reddit thì có những cái ca mà rất là gọi gần như là kết thúc luôn á, kiểu như là gần như là tuyệt vọng luôn. Và từ những cái thông tin mà anh Poseidon thu thập á, thì có một vài cái gạch đầu dòng nào mà anh Poseidon chốt lại về những cái lý do khiến USD nó sụp đổ hay không? Bởi vì chúng ta đã nói rất nhiều về cái mô hình này rồi, nhưng mà cái sự kiện lần này thì nó gần như là không phải ngẫu nhiên, và nó theo một vài thông tin em tìm hiểu thì nó đã có một cái sự gọi là chủ đích gì sau đó. Thì chắc là để anh Poseidon chốt lại một vài cái gạch đầu dòng mà anh Poseidon có tìm hiểu được. Thì theo mình thì dưới góc nhìn cá nhân á, thì mình thấy rằng cái nguyên nhân chính, nguyên nhân cốt lõi về bản chất ấy, khiến cho cái dự án nó gặp vấn đề và sụp đổ ấy, thì đầu tiên cái bản chất là chính tại nội tại của dự án. Như mọi người đã biết thì UST thì được back bởi Luna. Được back ở đây mình nói rõ luôn, được back ở đây có nghĩa là được dự trữ, được đảm bảo bằng đồng Luna, và sau này là có thêm Bitcoin và Avast gần đây nhất, thì đó là tài sản đảm bảo. Còn khi mà chúng ta nói về algorithmic là chúng ta nói về cơ chế cân bằng giá, hai cái này hoàn toàn tách biệt nhau. Và mình thấy cái này mình nói thêm là mình thấy khá là buồn cười khi mà nhiều khi mình lên Twitter thì thậm chí nhiều người người ta hold Luna hay là người ta hold trữ UST để người ta bỏ vào Anchor, người ta còn không hiểu điều này. Người ta lập luận một cách khá là ngây thơ rằng bởi vì UST là nó là algorithmic và nó sử dụng thuật toán, cho nên là cái tài sản dự trữ của nó có thể là không cần thiết hoặc là chỉ là một phần thôi, và cái này khá là hơi ngây thơ. Cho nên cái này mình sẽ phải giải thích rõ ra một chút. Khi chúng ta dùng từ algorithmic thì chúng ta nói về cơ chế cân bằng giá, còn khi chúng ta dùng từ back là chúng ta nói về tài sản đảm bảo. Ví dụ như tài sản đảm bảo có thể là bằng crypto, ví dụ như MakerDAO là mọi người biết là tài sản đảm bảo của cái đồng DAI là Ethereum, tức là crypto. Còn ví dụ như USDC và USDT thì tài sản đảm bảo của người ta là USD, tức là bằng tiền tệ fiat thông thường. Thì cái đó chúng ta cần phải phân biệt. Thì đó là cái điều đầu tiên mình muốn giải thích chút trước khi mình bắt đầu. Thì cái lý do đầu tiên như mình nói là về bản chất, thì khi mà Luna tăng tốc rất là nhanh như vậy thì nếu như mọi người có từng đọc Coin68 nhiều, mọi người sẽ thấy một cái bài viết đó là năm vấn đề mà tác giả cũng không hiểu khi mà nói về Anchor và UST á. Thì cái bài đó hầu như là nó đã phản ánh hoàn toàn những cái mâu thuẫn của dự án. Tức là khi chúng ta thấy là một cái stablecoin phát triển, khi chúng ta nói về stablecoin thì đầu tiên bản chất của stablecoin là gì? Stablecoin là một cái đồng ổn định mang tính chất là dùng để, thứ nhất là để chúng ta trao đổi mua bán giữa một cách dễ dàng hơn để mà đổi lấy những cái đồng crypto. Cái thứ hai là để chúng ta dự trữ khi mà chúng ta muốn về tiền mặt nhưng mà không muốn thoát ra khỏi hoàn toàn khỏi thị trường. Ví dụ như trước đây khi mà chúng ta chưa có stablecoin, chúng ta hold bitcoin, chúng ta muốn
ra tiền mặt và dự trữ thì chúng ta phải chuyển hoàn về Việt Nam đồng, nhưng mà bây giờ nó đã có stablecoin thì chúng ta có thể trữ stablecoin trên sàn. Và cái ý nghĩa thực sự của stablecoin nó chỉ là như vậy thôi, chứ còn một stablecoin như USDT thì nó lại không được dùng đúng như cái mục đích của một stablecoin. Tại sao mình nói như vậy? Bởi vì khi mà chúng ta soi market cap của USDT trước đây là cái thời điểm mình xem là 15 tỷ, sau đó hình như sau này là 18 tỷ, thì hết 2/3 ở trong đó người ta đưa vào Anchor Protocol để người ta nhận lãi, tức là một stablecoin mà được sử dụng chỉ để kiếm lãi và chỉ có một phần rất nhỏ là lưu thông ra thị trường. Thì như vậy chúng ta lại đặt ra câu hỏi tiếp theo, vậy thì Terra và các cái quỹ đầu tư, người ta phương án để người ta trả 20% lãi đó là như thế nào? Người ta sẽ sử dụng USDT đó làm cái gì để ra 20%? 20% thực ra là một con số rất lớn nếu mà chúng ta đặt trên cái tổng số tiền bỏ vào Anchor đó là khoảng, mình nhớ là hơn 10 tỷ một chút. Thì 10 tỷ đô mà để tạo ra 20% một năm thì là một con số mà mọi quỹ đầu tư lớn trên thế giới đều khao khát. Và mình nói như vậy có nghĩa là rất khó. Tại vì khi mà mọi người dùng cái vốn nhỏ mọi người vào thị trường á, có thể là ít rất là nhanh. Nhưng mà khi mà chúng ta quản lý 10 tỷ đô á, chúng ta làm gì để tạo ra 20% thì đó là một cái vấn đề cực kỳ khó, nhất là trong cái thời điểm mà thị trường đi xuống như thế này. Đó, thì hai câu hỏi đó là, chỉ riêng hai câu hỏi đó là chúng ta đã thấy có gì đó nó không đúng ở đây rồi. Và cái thứ ba là khi mà chúng ta nói về cơ chế của USDT và Luna, thì cứ USDT mở rộng tổng cung ra thì Luna sẽ giảm đi, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta sẽ min Luna ra lấy USDT thì làm cho Luna tăng giá. Ok, mình rất là đồng ý. Và cái token đó biết nó hoạt động rất là tốt, nó work rất là tốt trong cái thời kỳ mà uptrend và bull scale, tức là cả hai đều tăng lên. Nhưng có ai đã từng nghĩ nếu có một cái sự cố nào đó mà dẫn đến việc BSK, tức là cả hai cùng giảm, thì cái hậu quả nó sẽ như thế nào? USDT được như mình hay nói đùa, USDT thì bet bởi Luna, còn Luna thì bet bởi nothing, tức là chẳng có gì cả. Luna chẳng được dự trữ bởi một cái gì cả. Cho nên nếu mà Luna giảm thì USDT sẽ bet bằng cái gì? Thì đó chính là vấn đề thứ ba. Và khi mà nó xảy ra sự cố thì như Nguyên nói, mình cũng nghĩ rằng đây không phải là vấn đề do team dự án cố tình, mà đây là người ta bị tấn công. Mình cũng đồng ý cái này, tại vì liên quan đến stablecoin thì nếu mà làm, chỉ cần làm lệch đi một chút thôi, rất dễ bị các cái cơ quan pháp lý người ta vào cuộc. Và nhất là khi mà nó xảy ra một cái sự kiện mà kinh khủng như này, nhiều người bị ảnh hưởng như vậy, kể cả các quỹ đầu tư, thì rất dễ. Và mình nghĩ là theo mà những cái update gần đây của Terra là giảm lãi suất các thứ, thì mình nghĩ là người ta không có lý do để người ta làm câu chuyện đó. Nhưng mà chỉ là vì cái bước đi nó sai lầm một chút, dẫn đến tạo ra một cái sơ hở và bị một ai đó, một tổ chức nào đó tấn công, dẫn đến cái sự sụp đổ, gọi là không thể nào cứu vãn được. Thì mình cũng đồng ý với Nguyên câu chuyện này, nhưng mà dĩ nhiên khi mà chúng ta phải có điểm yếu thì chúng ta mới để người ta tấn công thôi. Và cái điểm yếu nó quá lớn, nó thuộc về mặt bản chất, cho nên là chúng ta không thể nào khắc phục được. Dạ, thì nói một xíu về cái cấu trúc của USDT đi, thì mình muốn gọi là nói sâu thêm một xíu về cái ý này. Tức là bây giờ ví dụ như bạn có BTC và bạn đem cái này đi để bảo chứng cho 10 USDT chẳng hạn, bạn để riêng một cục 10 USDT được bảo chứng ra bằng BTC, thì cái chất lượng của cái khoản bảo chứng đó nó sẽ khác. Tức là nó gần như là nó, tại vì BTC nó là một cái loại tài sản mà biến động nó coi như là thấp nhất của thị trường, đúng không? Gần như là nó lead thị trường thì cái độ tín nhiệm của nó sẽ cao nhất. Nhưng bây giờ bạn đặt một cái cục 10 USDT này vay chung với lại 10 USDT được bảo chứng bởi Luna hoặc là một cái loại tài sản khác cũng khá là biến động, ví dụ như là AVAX, hay là sau này nếu mình đặt trường hợp là giả dụ như mà sau này họ có thể mua lại được những cái tài sản thế chấp khác, ví dụ như là Near Zone chẳng hạn, mà họ đặt chung tất cả những cái khay này vào với nhau và họ tạo ra 100 USDT, thì bây giờ trong cái cục 100 USDT này thì tức là gần như họ trộn lại với nhau, thì không biết được là 10 USDT của BTC nó đang nằm ở đâu, đúng không? Hoặc là 10 USDT của AVAX nó nằm ở đâu, và 10 USDT của Ethereum chẳng hạn. Thì khi mà họ trộn lại như thế này á, thì mọi người thường gọi như là thấy nguyên một cái rổ như vậy thì cảm thấy là ok, chắc là an toàn rồi. Nhưng mà thực chất ra nếu như mà tách riêng từng khoản ra và chia nhỏ cái tỷ lệ ra thì
chúng ta thấy là UST không 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 100% là gọi như là được bảo chứng hoàn toàn, và cái điểm sơ hở này thì nó đã bị tấn công. Thôi thì nói qua về những cái cấu trúc như vậy thì để chúng ta gợi mở đến một cái vấn đề khác, đó là cái sự sụp đổ của UST hiện tại thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào lên cái thị trường nói chung. Thì chắc là mình sẽ nói về BTC trước anh Poseidon ha. Thì tại vì BTC thì BTC mà sập thì coi như là thị trường toang luôn. Thì chắc là mình sẽ nói về BTC trước, sau đó thì sẽ đến những cái hệ sinh thái khác. Rồi thì chắc là để anh Poseidon chia sẻ về cái ý này. Rồi cảm ơn Nguyên. Thì đầu tiên cái việc mà Luna và UST nó bị sập hoàn toàn á, thì đầu tiên cái quan trọng nhất là nó ảnh hưởng đến niềm tin. Thị trường crypto bản chất của nó từ trước đến nay thì đa phần những người ta không tham gia thì người ta hay có một cái nhìn khá là tiêu cực. Mặc dù bản chất thì nó cũng là một cái thị trường tài chính như chứng khoán hay forex thôi, nhưng mà khi người ta nói về crypto thì thường là mang ý nghĩa tiêu cực, màu sắc tiêu cực nhiều hơn. Thì cái này có nhiều lý do. Cái lý do, một trong những cái lý do quan trọng là bởi vì ở rất nhiều quốc gia thì chưa có một cái khung pháp lý nào cho crypto cả. Mà dĩ nhiên khi mà chúng ta chưa có một khung pháp lý nào thì nó sẽ có những cái vấn đề liên quan đến đa cấp, lừa đảo, rồi cả cái này cái kia, cho nên là có rất nhiều người ta nhìn không tốt. Thì vốn dĩ nó đã như vậy rồi. Rồi trong cái thời điểm mà giá giảm như vậy rồi, thì khi mà cái sự kiện này nổ ra thì mình cảm thấy là niềm tin nó bị mất đi nghiêm trọng. Tại vì khi mà bạn đầu tư vào một cái đồng coin mà người ta đánh giá là hầu như 90%, kể cả các KOL, các venture top, venture không phải venture làng nhàng mà phải là venture top, người ta đều nói là ở Luna UST là thế này thế kia, là cái dự án cực kỳ tốt. Và nó như Nguyên to beat to fail, tức là so sánh với thị trường crypto thì Luna thời điểm mà đỉnh cao của nó cũng là thuộc dạng to beat to fail rồi. Market cap thì là top 5, mình không nhớ rõ. Còn TVL, tức là tổng tài sản khóa trên nhập thức, thì là top 2 hay top 3 gì đó, tức là chỉ cùng lắm là chỉ sau Ethereum và Binance Smart Chain thôi. Thì với một cái dự án còn non trẻ như vậy thì đúng là to beat to fail. Nhưng mà khi mà nó sụp một cái, tức là ví dụ nhé, bạn bỏ ra 1 tỷ, bạn đầu tư vào Luna thời điểm cách đây khoảng 1 tuần, thì bây giờ chẳng còn gì, có thể nói là chẳng còn gì, tức là mất 1 tỷ trong 1 tuần, thì cái niềm tin làm gì còn nữa. Thì khi niềm tin không còn thì tiền nó rút ra khỏi thị trường là cái hệ lụy đương nhiên thôi, bởi vì người ta quá sợ hãi. Bởi vì không phải ai cũng là những cái người mà người ta là nhà đầu tư chuyên nghiệp hay là người ta sống với thị trường dân research như tụi mình, thì người ta hiểu rõ bản chất cái nào đúng cái nào sai, mà người ta chỉ là đầu tư theo đám đông, theo cái này cái kia, hoặc là người ta đầu tư tiền nhàn rỗi người ta để đó, người ta quên đi với cái mong muốn là kiếm được một lợi nhuận nào đó sau một khoảng thời gian. Thì mọi người cứ tưởng tượng là bỏ 1 tỷ vào tự dưng ở thôi hâu xong 1 tuần mở ra nó chẳng còn gì, thì thực sự rất là khủng hoảng. Thì đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là UST là một stablecoin, mà như mọi người cũng biết stablecoin nó là mạch máu của thị trường. Không có phải ngẫu nhiên mà trong top của market cap lúc nào cũng có mặt hai ông là USDT và USDC là stablecoin, bởi vì hầu như toàn bộ tiền trong thị trường này đến đa số nha, mình nói 70-80% là từ hai ông này rồi, tức là toàn bộ phải thông qua stablecoin thôi. Và khi mà UST nó bị sập như vậy á, thì dẫn đến rất nhiều cái stablecoin khác dễ dàng bị tấn công, bị phớt. Có thể có những cái phớt nó khá vu vơ thôi, ví dụ như cái vấn đề về tính minh bạch của Tether chẳng hạn, USDT chẳng hạn. Thì cái vấn đề này chúng ta nói với nhau từ 2017-2016, tức là 4-5 năm rồi, nó chẳng khác gì. Nhưng mà tự dưng sau cái vụ USDT người ta lại lôi ra lại và phớt một cái làm cho thị trường giảm. Mình nhớ là Bitcoin giảm tiếp từ 29.000 về 26.000 và đến bây giờ mới hồi lại. Thì tự nhiên ông chẳng làm gì, ông chẳng liên quan gì, lôi ra phớt cái xong rồi làm cho thậm chí là USDT có những cái thời điểm mất pep. Thì đó cái thứ hai, tức là ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống của stablecoin. Cái thứ ba là nó sẽ ảnh hưởng đến những cái builder chân chính. Ví dụ như khi chúng ta nói về algorithmic stablecoin thì có rất là nhiều loại, rất nhiều dự án, có những dự án thành công, có những dự án thất bại, nhưng mà không phải tất cả nó đều xấu. Tức là khi mà chúng ta nói về stablecoin thuật toán thì nó có rất là nhiều, ví dụ như cái đồng FRAC hay là FBS, hay là mọi người hay biết đến như vậy, thì cái tên gọi cái đồng coin native của nó là token, native token của nó là FBS á, hay là đồng Fei của Fei protocol, thì thực ra nó đâu có xấu đâu, nhưng mà nó cũng bị ảnh hưởng chung luôn, và vô tình nó làm cho người ta có góc nhìn xấu về những cái stablecoin dạng như vậy, và kéo theo là cả DeFi.
thì nói chung là khá là nhiều hệ lụy. Thì đó là một số cái mà mình nhìn ra được. Thì theo mình để mà khắc phục những cái hệ lụy này thì cần cái thời gian rất là dài. Hiện tại thì có khá nhiều các cái hệ sinh thái khác họ cũng đã bắt đầu phát triển các cái stablecoin thuật toán. Thì không biết là anh Poseidon nghĩ nó ảnh hưởng như thế nào đến những cái stablecoin thuật toán ở các cái hệ sinh thái khác, ví dụ như USN của Near hoặc là USDD của Tron chẳng hạn, thì cái sự cố lần này thì nó ảnh hưởng như thế nào? Và từ góc nhìn của anh thì anh nghĩ là đây liệu có phải là cái gọi như là cái dấu chấm hết cho cái stablecoin thuật toán hay không? Hay nó đơn giản chỉ là một cái thanh lọc thôi, tức là một cái gần như là một cái cú đâm để loại bỏ những cái rủi ro về sau này khi mà nó càng ngày càng lớn lên. Rồi thì nói về stablecoin thuật toán và đặc biệt là hai cái sự kiện gần đây, đó là Near và Tron đều ra mắt stablecoin thuật toán với mình và của mình và theo cái cách khá là tương tự Luna. Ở đây chúng ta không nói về câu chuyện là đánh giá mô hình nha, tại vì có thể người ta chấp nhận người ta bỏ ra 20% hay 30% APY là để người ta đốt tiền, người ta kéo user, đó là chuyện bình thường, để giáo dục người dùng thì đó là chuyện bình thường. Chứ chúng ta cũng không nên cứ có lãi suất cao hay là cái gì đó ra tiền, thì bởi vì farm như dân đi gan thì chắc người ta biết là có rất nhiều cái giao thức trước đây khi mà người ta mới loan á, người ta có những cái APY nó còn hấp dẫn hơn rất là nhiều. Thì chúng ta không thể nào cứ nhìn APY cao để chúng ta đánh giá là một cái giao thức nó không tốt được. Cái quan trọng ở đây là gì? Tức là để mà một stablecoin nó đúng nghĩa và nó phát triển một cách bền vững ấy, thì ngoài cái việc đồng ý lúc đầu chúng ta có thể đốt tiền để mà chúng ta thu hút người dùng, để chúng ta phát triển với cái tốc độ nhanh hơn, nhưng sau đó chúng ta phải cân bằng. Cân bằng ở đây có nghĩa là gì? Nhưng mà người để ý rằng Terra là một hệ sinh thái rất lớn, đúng không ạ? Ai cũng đồng ý câu chuyện đó. Nhưng ngoài stablecoin thì Terra còn có gì nữa không? Hầu như là không, đúng không ạ? DeFi khá là rich. DeFi của Terra từ cái thời điểm nó bùng nổ đến nay vẫn vậy. GameFi, DeFi, NFT, mọi thứ. Thì cho đó thì mình không hiểu là UST ngoài cái việc bỏ để lấy lãi thì chẳng còn được dùng để làm gì cả. Theo mình biết chẳng ai mua UST để mà đi trade hay đi farm hay là gì, hiếm lắm. Farm chắc là có, nhưng mà trade hay là mua NFT hay là các thứ thì rất là hiếm. Thì vậy thì từ bài học đó chúng ta phải rút ra được một cái thôi. Tức là nếu mà các cái dự án stablecoin người ta làm, người ta có thể là dùng APY cao để thu hút user, nhưng người ta phải có cái chiến lược phát triển nội tại của hệ sinh thái. Và từ cái nội tại đó thì người ta mới đưa cái stablecoin đó đi luân chuyển và tạo ra lợi nhuận. Rồi từ đó người ta mới bắt đầu giảm lãi suất xuống khi người dùng đã quen thói quen rồi. Ví dụ như mình nói Near đi. Thì khi mà người ta đã quen dùng Near và dùng cái đồng đó ở trong hệ sinh thái Near. Ví dụ như DeFi người ta cũng ưu tiên farm. Ví dụ swap trên mấy cái giao thức AMM người ta cũng ưu tiên cái đồng đó. Thì dần dần sẽ không còn cái cạnh là chỉ dùng để đi hưởng lãi nữa, thì chúng ta phải phát triển cho stablecoin cái lộ trình dài hơi là như vậy, giống như cái cách mà USDT và USDC là hai cái mô hình thành công người ta đang làm á, thì chúng ta chỉ có cách đó thôi. Đó thì mình hy vọng là qua cái bài học của Luna và UST thì các cái dự án làm về stablecoin sẽ có trách nhiệm hơn và có cái lộ trình đúng đắn hơn trong cái việc phát triển của mình, chứ không đơn thuần là chỉ là đổi ra stablecoin rồi bỏ vào đó hưởng lãi đi, thì như vậy thì chắc chắn là còn rất là nhiều vấn đề. Anh Poseidon có nhấn mạnh một cái ý, đó là cái việc gọi là nó bị gần như là bị cô đọng vốn ở trong Terra, tức là người ta mua UST đơn giản chỉ để gọi như là thả vào anchor thôi, và cái đó nó cực kỳ là nguy hiểm. Tại vì nếu như mà anh em nào mà check ở trên DeFi Llama hay là cái gì đó thì thấy gần như, nhớ không lầm là khoảng gần 50% TVL của nó là nằm ở trong anchor hết, và nó gần như là một cái dữ liệu để sau này khi mà chúng ta nhìn lại hoặc là gặp những cái dự án khác thì chúng ta có những cái dữ liệu để chúng ta đưa ra được những cái quyết định những cái phân tích nó lý trí hơn, chứ nó không đơn thuần chỉ là đám đông kêu như thế này, đám đông kêu như thế kia. Và chúng ta xin ngắt lời Nguyên chút là khi nói về ăn cho thì ví dụ như ăn cho trả 20% cũng được, nhưng mà cái số tiền cho vay ra ngoài ấy, nó phải tạo ra lợi nhuận lớn hơn, hoặc là cho vay hoặc người ta làm cái gì đó không biết, nhưng mà người ta chứng minh được là người ta có những cái hoạt động nó xác thực, nó đúng và tạo ra những cái lợi nhuận. Ví dụ như một cái ngân hàng thôi, đúng không ạ? Người ta cho mình vay thì người ta lấy lãi là 10%, ví dụ 9% đi, rồi còn người ta
lại thu lại lãi suất tiết kiệm của người khác là 7% thì người ta ăn trên lệch là 2%. Cái bản chất cái hoạt động của những cái mô hình lending là như vậy, và cái mô hình này nó chỉ có lợi nhuận lâu dài và ổn định khi mà người ta đẩy tiền được ra ngoài, người ta kinh doanh, người ta ở đây ngân hàng hay là Anchor là bản chất của người ta là kinh doanh vốn đúng không ạ, kinh doanh tiền. Thế thôi, người ta không bán những cái mặt hàng như là giày dép điện thoại thôi, mà người ta bán tiền, người ta kinh doanh tiền. Thì khi mà mọi người mở cái Anchor ra, mọi người có thể thấy là hầu như không có ai có nhu cầu vay USDT cả. Thì thực ra nó là một cái vòng lặp thôi, bởi vì đa phần người ta chỉ dùng USDT để mà người ta bỏ vào đó lấy lãi, ngoài ra không còn mục đích nào khác. Cho nên là lấy ai đâu ra mà vay USDT, nó là như vậy. Ok, thì chắc là thôi bây giờ mình cái sự kiện nó cũng tạm lắng được chắc là ít hôm rồi. Thì thôi, thì sau cái sự kiện này thì từ góc nhìn cá nhân của anh Poseidon, thì anh Poseidon có những cái mình tạm gọi là bài học đi, tự rút ra cho cá nhân mình sau cái sự kiện này như thế nào. Thì chắc là để anh Poseidon chia sẻ về cái quan điểm và cái góc nhìn này ha. Với cá nhân mình thì mình cũng rút ra được khá là nhiều bài học. Tức là đầu tiên thì cũng không nên tin ai quá, bởi vì ở Terra có thể sập bởi USDT, bởi cái mô hình, thì bất kỳ dự án nào cũng có thể xảy ra sự cố, kể cả nó có làm stablecoin hay không. Mình nói ví dụ như Lending thì là bị hack. Đấy, rồi ở những cái DeFi các thứ rất là dễ bị hack, và rất là nhiều vụ rồi, chứ không phải là một hai vụ rồi. Ví dụ như là những cái nền tảng Layer 1 thì mọi người cứ nghĩ nó là an toàn thôi, chưa chắc. Ví dụ như lâu lâu có thể sập nguồn, có thể bị tấn công, có thể bị tấn công 50% dẫn đến là mất bảo mật, và khi đó thì mất tiền. Đó là nói chung là rất rất nhiều cái sự cố có thể xảy ra. Thì mình nghĩ rằng qua đó mình cũng rút ra được cái bài học là khi mà đầu tư thì chúng ta phải hết sức cẩn thận trong cái việc quản lý vốn và quản lý rủi ro. Tại vì cũng không nên đặt quá nhiều niềm tin vào một cái dự án nào cả, nào quá kiểu như 100%. Chúng ta phải luôn có những cái khoản dự phòng rủi ro, và có lời thì nên chốt, chứ cũng đừng nên quá gọi là kỳ vọng, đặt ra những cái kỳ vọng nó quá quá xa xôi để làm gì. Rồi còn đối với các dự án á, thì mình hy vọng là qua cái sự kiện mà nó khá là nhiều đau thương như vậy, mình dùng từ đau thương luôn, tại vì mình đọc trên Twitter có rất là nhiều người kiểu như mất 500.000 đô, rồi 1 triệu đô, thậm chí là 10 triệu đô cũng có. Nhất là khi mà bạn làm validator thì validator theo cái luật của nó là khi mà muốn mở khóa thì phải đợi ít nhất là 21 ngày. Thì 21 ngày thì thực ra không kịp. 10M, ví dụ như 10M của một validator bây giờ chẳng còn đồng nào, và rất nhiều quỹ đầu tư cũng bị thiệt hại. Thì mình hy vọng các dự án khi mà người ta làm cái mô hình, người ta nên làm được hai chuyện. Thứ nhất là người ta đánh giá được đúng cái mô hình của mình có ưu điểm gì, và bên cạnh đó người ta cũng phải chấp nhận những cái khuyết điểm. Và hiện nay cộng đồng Twitter rất là mở về crypto, và khi mà thảo luận người ta rất là mở và rất là nhiều cái ý kiến, thì nên tiếp thu nếu mà cái ý kiến đó nó hợp lý và nó phù hợp để mà chỉnh sửa, và hoặc là đôi lúc thay đổi. Thì lý do mình nói như vậy là bởi vì cái việc mà cái mô hình của Luna nó không bền vững á, thì không phải là câu chuyện ngày một ngày hai, nó xảy ra vài tháng rồi, và rất nhiều người nói rất nhiều thì không đúng nha. Cũng có vài KOL người ta nói với Dokagon là CEO founder của Terra về cái vấn đề này rồi, thì nhưng mà anh ấy không chấp nhận và cho rằng điều đó kiểu như ở hơi ngu ngốc một xíu á. Và như cái vụ đánh cược, các bạn cũng có biết là đánh cược với hai KOL khác, cái số tiền là một ông thì 1 triệu đô và một ông là 10 triệu đô. Nó thể hiện cái sự mình nói có thể là hơi không đúng, nhưng mà nó thể hiện cái sự hơi kiêu ngạo một chút, thì không tiếp thu những cái ý kiến và dẫn đến cái hệ lụy như vậy. Thì mình mong là các cái dự án sẽ rút ra được cái bài học từ đó, bởi vì thị trường nó luôn biến đổi từng ngày, mà có thể có những cái sự kiện nó xảy ra mà chúng ta không thể ảo tưởng trước được, và chúng ta phải luôn học và luôn 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 có trách nhiệm với cái việc mà chúng ta phát triển dự án, bởi vì cái đó còn là niềm tin của nhà đầu tư hay là các cái quỹ đầu tư, và nó còn ảnh hưởng, thậm chí nó ảnh hưởng đến niềm tin của những cái người ở bên ngoài, người ta nhìn vào thị trường nữa. Rồi đối với các cái bạn mà đầu tư á, mà có thua lỗ hay là có một cái những cái gì đó với Luna mà nó hơi lỗ, hoặc là lỗ nhiều lỗi gì đó mình không biết, thì mình cũng hy vọng là qua đây mọi người cũng rút ra kinh nghiệm. Thì nếu mà được thì chúng ta đầu tiên chúng ta
đầu tư á, mình chỉ có một nguyên tắc thôi: hiểu thì chơi mà không hiểu thì không chơi. Rồi, tức là những cái nào mình hiểu thật rõ thì mình chơi, còn những cái không hiểu cho dù có ai nói đi nữa mình cũng không chơi, tại vì mình không hiểu, không hiểu thì không đầu tư được. Còn nếu mà FOMO thì chịu đó, thì chúng ta phải hiểu rõ cái bản chất nó là cái gì thì chúng ta mới nên xuống tiền. Và khi xuống tiền thì chúng ta cũng nên quản lý rủi ro, và nếu mà cần thiết thì đôi lúc cũng phải cắt lỗ, chứ cũng không nên quá tin tưởng vào một ai cả. Rồi cũng không nên all in nha, bởi vì mình biết có rất nhiều câu chuyện kiểu như cái này ở bên nước ngoài thôi. Nước ngoài thì người ta hay có cái kiểu là vay tiền mua nhà, sau đó người ta trả dần, cái lãi bên đó nó khác bên mình, thì người ta có cái suy nghĩ người ta bỏ cái USD đó vào Ancho, người ta lấy 20%, người ta trả lại cho ngân hàng và vẫn dư ra một khoản, thì bây giờ là mất hết. Thì nên cẩn thận với những cái khoản tiền mà mình không nên đụng vào, thì nó có thể xảy ra những cái chuyện khá là thương tâm. Rồi và nếu mà các bạn có cái vấn đề gì đó mà thua lỗ thì cũng nên vui lên, tại vì thường thì còn tiền là do người làm ra chứ không phải là tiền làm ra người. Mình hay nói như vậy, tiền là do người làm ra chứ không phải là tiền làm ra người, có nghĩa là còn bản thân mình thì mình còn làm lại được, cho dù là nó có hơi khó khăn nhưng mà không sao. Chứ đừng có suy nghĩ những cái chuyện nó không có tích cực ha, tại vì ai trong thị trường này cũng thất bại thôi. Và mình tin rằng á, cho dù chúng ta có đầu tư thêm 5, 10, 20 năm, thậm chí 30 năm, thậm chí như Warren Buffett là thiên tài mà ông còn thất bại rất là nhiều mà, thì sẽ có những cái deal, những cái đợt đầu tư chúng ta sai thôi. Ví dụ như mình ngày xưa mình cũng thời điểm 2017-2018 mình kiếm được rất là nhiều, sau đó mình cũng mất đến 90% portfolio bởi vì mình đưa tiền vào những cái ICO scam, ICO scam, và mình mất gần như là hết. Và sau đó là trade future cũng cháy rất là nhiều, thì ai rồi cũng sai lầm. Và cho dù chúng ta, ví dụ như bây giờ mình cũng đu định là mình không ngại về kể, ví dụ mình đu định Avast, mình DCA từ 60 đô về đến 40 đô, sau đó xuống 30 đô, thì coi là tính là hiện tại mình đang đu định đúng không, chia hai, thì vấn đề đó không vấn đề gì cả, tại vì chúng ta sẽ luôn gặp sai lầm thôi, và quan trọng là chúng ta sửa và chúng ta tiếp tục thôi, cũng không cần phải tiêu cực quá làm gì ha. Rồi, đó một số cái chia sẻ của mình thôi. Thực ra khi mà cái sự kiện nó kết thúc xong rồi, đôi khi chúng ta quay lại chúng ta nhìn lại thì cái mục đích của nó không phải là để chúng ta gọi là phân tích, là phân bua, là ai đúng, ai sai, ai tốt, ai xấu cả, mà là quan trọng là mỗi cá nhân thì rút ra được cho mình những cái bài học gì. Và quan trọng là chúng ta sẽ vẫn còn ở đây và gần như là đồng hành cùng với thị trường và đóng góp. Nói chung là đóng góp thì nó có nhiều ý nghĩa. Bạn không cần trực tiếp phải là người đứng ra làm dự án hay là cái gì thì mới được gọi là builder. Thực ra nếu như bạn có những cái nghiên cứu hoặc là những cái mindset nó tích cực và nó mang tính dài hạn thì có thể chia sẻ những cái điều đó, và nó giúp cải thiện cái view của những người từ những cái mảng đầu tư truyền thống. Họ nhìn vào, họ nhìn thấy crypto thực sự là đang có những cái sự đầu tư, không những về mặt vốn mà còn là những cái sự đầu tư về mặt công sức nó nghiêm túc, thì nó sẽ là một cái xu hướng phát triển dài hạn cho tất cả mọi người, và nó sẽ là một cuộc chơi positive, chứ nó không phải là đơn giản chỉ là chúng ta cá cược với nhau kèo này 1 triệu, kèo này 10 triệu hay sao đó. Thì những cái thông tin nó gần như là drama để cho gọi là thị trường nó vui hơn một xíu thôi, tức là nó drama để nó thu hút thêm một xíu thôi, nhưng mà về bản chất thì nó khá zero sum, và chúng ta cần phải hướng đến những cái giá trị nó mang tính dài hạn. Và cá nhân mình thì mình vẫn rất tin tưởng vào những builder của thị trường, và chúng ta vẫn sẽ ở đây. Thôi thì chắc là cái tập tâm sự, mình nói là cái tập tâm sự đi ha. Tập tâm sự tuần này thì nó cũng dài rồi, một tuần nó cũng nhiều cảm xúc rồi, thì chắc là bọn mình sẽ xin phép là kết thúc cái podcast tuần này ở đây, và để cho anh President gửi lời chào đến các bạn đang nghe DeFi Discussion tuần này ha. Rồi, nói chung là nay như một buổi tâm sự thôi, mình cũng chỉ chia sẻ những cái góc nhìn nó cá nhân, và cũng hy vọng là trong cái thời gian tới thì thị trường nó sẽ tốt hơn. Và nói chung là mình cũng chúc là mọi người cuối tuần vui vẻ và luôn có nhiều may mắn trong cái quá trình mà mình đầu tư vào thị trường. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Ok, và cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe đến hết tập podcast tuần này. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những tập podcast tiếp theo với nhiều nội dung thậm chí còn hấp dẫn hơn nữa.